biết sao được. Kể câu chuyện cá nhân nhé, tôi may mắn được rất nhiều người nhìn nhận là chị Miu rất là thông minh, sắc sảo. Và do đó tôi sống với một cái nguyên lý cứ mình nghĩ là đúng. Mình luôn có thể nhìn trước hết tất cả mọi thứ, mình luôn có thể đoán trước điều gì sẽ xảy ra. Và để tốt cho mọi người thì tốt hơn hết là mọi người không cần mất công động não. Tại vì với cái não thảm hại của mọi người chưa phát triển về nếp nhăn thì tốt hơn hết là nên lắng nghe tôi, điều đó sẽ tốt cho mọi người. Và vào cuối ngày, đúng, mình vẫn đúng. Cái bi kịch đó là Miu vẫn đúng, Miu vẫn là người thông minh nhất. Nhưng mà Miu không hạnh phúc. Không ai ở xung quanh hạnh phúc. Họ không được quyền nghĩ theo cách của họ, không được quyền sai theo cách của họ, họ không được quyền chọn lựa theo cách của họ. Tôi cuốn tất cả mọi thứ vào cuộc chơi của tôi vì tôi luôn đúng. Tôi luôn vì cái tốt nhất, cái lý tưởng của tôi là cái lý tưởng đáng trọng, lý tưởng của mọi người. Tôi muốn cái Miu lập giáo phái. Giáo phái tên là Trác Thúy Miu như thế. Thì Miu có nhìn thấy con người ái kỷ của mình. Và Miu cũng có nhận ra đó là lý do vì sao mà đó là những năm mà Miu ngỡ rằng đáng lẽ mình phải được hạnh phúc chứ, tại sao mình không được hạnh phúc như vậy, mình giỏi như vậy, cái sức thuyết phục của mình cao như vậy, tại sao mình không hạnh phúc. Nó là vì ái kỷ không mang lại hạnh phúc. Ái kỷ có thể mang đến thành tựu. Tôi có thể hứa với chị em như vậy. Nếu chị em ái kỷ, nhưng mà ngoài ái kỷ ra mình phải thật sự giỏi cái đã, thì đó, chúng ta sẽ có được thành tựu đấy. Nhưng hạnh phúc thì không. Mà chưa ai nói rằng là thành tựu đồng nghĩa với hạnh phúc. Tôi có thành tựu, tôi rất giỏi, nhưng tôi không vui. Không. Cho đến năm nay. Cho đến năm nay, cái năm mà chị đang phải đếm hạnh phúc theo đơn vị từng ngày. Cho đến cái năm mà chị học những cái điều đơn giản mà một đứa nhỏ đi học mẫu giáo, cô giáo đã dạy là hôm nay vẽ cái tấm thiệp về tặng mẹ. Phải học lại từ đầu những thứ đó. Thì cái hạnh phúc nó bắt đầu xuất hiện. Nho nhỏ, le lói, theo đơn vị ngày, đơn vị giờ, đơn vị bữa cơm. Nhưng mà bây giờ cái tôi vị kỷ của chị đang lên tiếng nói nha. Giờ chị cho phép chị ích kỷ nha. Ở trong quan niệm ích kỷ của cá nhân Miu á, thì con số xã hội có báo động đến mấy đi chăng nữa, đúng là con số đó nghe đáng buồn. Nhưng mà tại sao Miu nói là không đáng báo động? Khi mà có một cái gì gọi là đáng báo động, tức là cả xã hội phải chung tay vào, nhà nước phải ra pháp lệnh, an ninh phải vào cuộc, các ban ngành đoàn thể phải lên tiếng. Nhưng con số này đối với tôi không đáng báo động. Tại vì mỗi người phải vào cuộc cho riêng mình. Khi cái sự bất mãn trong tỷ lệ nữ giới ở trong một xã hội lên cao á, tôi không quan tâm. Tôi không quan tâm vì tôi biết rằng là cái điều này nó đòi hỏi một cái cuộc cách mạng nhỏ bên trong mỗi người, mà xã hội không thể giải quyết cho mình, mà người đàn ông không thể giải quyết cho mình, gia đình và sếp không thể giải quyết cho mình, đồng nghiệp và bạn bè càng không. Đây là một cái cuộc cách mạng. Do đó mà mặc dù là nó đã diễn ra ở nước Pháp từ rất lâu, từ thế kỷ trước đấy, mà đến bây giờ ở Việt Nam mình vẫn phải tổ chức cái ngày kỷ niệm này để nhắc nhớ nhau, để ngồi xuống và chúng ta lại tiếp tục đàm luận vào ngày 8 tháng 3, vào tháng 3 nói chung. Đó là để suy xét lại trên mọi phương diện về cái sự giải phóng á. Thì cái cuộc cách mạng khó nhất đó là cuộc cách mạng tự thân. Cuộc cách mạng mà không ai sẽ đấu tranh cho mình. Do đó Miu sẽ không dùng từ báo động. Tại bây giờ có báo động thì cũng không, bây giờ có kêu phòng cháy, chữa cháy đến, có cứu quả cũng không làm gì được. Tại vì nó là cái công thức rất riêng mà. Phụ nữ là một cái sinh vật nó phức tạp và nó kỳ vĩ ở một cái chỗ rằng là sẽ không ai có thể giải quyết được cái vũ trụ phức tạp trong mỗi trái tim người phụ nữ bằng chính chủ thể của cái vũ trụ đó. Trong riêng cái vũ trụ đó thì chị ấy xứng đáng ái kỷ đó. Chị ấy là nữ hoàng, chị ấy là nữ đế, chị ấy điều khiển và biết. Và nếu chúng ta không biết được, không nắm được cái cơ chế bên trong mình để đào ra cái hạnh phúc ở bên trong mình đào ra, không ai giúp mình được, không ai thò tay vào tim của mình để mà mổ xẻ và lấy hạnh phúc từ đó ra. Đôi khi chúng ta chỉ cần việc là hết sức bình tĩnh là trong cái việc tôi đang làm này nè, trong việc tôi đang trần ai khoai củ, nấu cơm, đi chợ rồi rửa chén này nè, tôi có vui không? Vậy thì nếu cái niềm vui đó là rửa nguyên chồng chén cho gia đình chồng vào ngày Tết, nếu tôi có nhìn thấy niềm vui là tại vì hú hồn tôi đang rửa chén cho gia đình chồng, có nghĩa là tôi đang có chồng. Nếu mà chị đang nghĩ như vậy thì yes, chấp nhận nó là hạnh phúc.
gọi tên nó là hạnh phúc đi. Còn nếu thật sự không hiểu sao ngày xưa mình muốn có chồng là bây giờ có chồng mình cực dữ vậy, nếu mình đã gọi tên nó là bất hạnh, gọi tên nó đi, ngồi xuống với nó, thử coi có thể sống được với nó không, hay giải quyết nó. Thì cái sự giải phóng ở góc độ xã hội thì nhân loại đã làm từ lâu. Và tại xã hội Việt Nam, tất cả những quyền cơ bản nhất của các chị, thật sự là mình là đang là một cỗ máy, thậm chí là cỗ máy kinh tế đang được vận hành bởi nhân lực phụ nữ, không kém gì so với nam giới đâu nha, không hề kém. Còn nếu mà ở cái tầng lao động á, thì phụ nữ chiếm vượt trội, tỷ lệ nữ giới chiếm vượt trội. Vậy thì chúng ta về quyền và nghĩa vụ chúng ta ngang bằng hoặc thậm chí đã vượt trội rồi đó. Nhưng mà cái cuộc cách mạng riêng bên trong mỗi người thì tôi cho rằng là cái con số vừa rồi Lâm Hoàng vừa đưa ra, và cái ví dụ ở đây mình không bàn về điện ảnh, nhưng mà cái việc mà những câu chuyện về nữ giới vẫn khiến phụ nữ quan tâm, vẫn khiến phụ nữ cảm thấy có mình trong đó, cảm thấy mình bất hạnh đó, cái đánh động đây là nó nên đánh động chính từng người. Và tôi cảm ơn anh bạn của mình đã làm ra cái phim đó. Tôi một lần nữa tôi đang không nói về góc độ điện ảnh, mà nói về góc độ thông điệp xã hội. Nó cho chúng ta thấy kết quả của một phép thử rất đơn giản bằng cái phương tiện giải trí, đó là đánh động từng người xem. Và cũng cảm ơn Trấn Thành là một cái phim mà chê phụ nữ mà phụ nữ không giận. Phim nó chê phụ nữ quá trời luôn mà không có bà nào giận hết trơn á. Ừ, không lắng nghe người khác, không đặt mình vào người khác, không thương lấy mình một cách đúng đắn, mà bắt mọi người phải tuân phục, điều đó không mang lại hạnh phúc. Tin tôi đi, tôi cũng giống như bà nữ vậy đó. Tôi có khả năng bắt người khác tuân phục, và tôi biết cái vị của nó như thế nào. Không có ngọt em ơi.